các bạn, cây gừng được trồng ở hầu hết mọi miền trong đất nước ta. Loại cây này có đặc tính là cay với mùi vị độc đáo, được thực dụng để làm gia vị trong các loại món ăn. Ngoài ra thì nó còn là một loại thảo dược. Cây gừng có thể sử dụng thân, lá, rễ, củ để làm thuốc. Trong đó củ gừng được sử dụng nhiều nhất dưới dạng khô hoặc dạng tươi. Hôm nay mời quý vị các bạn để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của loại thảo dược rất là thân thuộc này nhé. Sinh khương, vị thuốc này rất là thông dụng, được coi như là trồng thông dụng để dùng gia vị. Ngoài ra ứng dụng lâm sàng là để điều trị cho coi như là một số bệnh như là giải cảm phong hàn, đấy, kết hợp với phòng phong, đấy, tía tô, kinh giới để coi như là giải cảm phong hàn, đấy, hoặc là chữa nôn, nôn ói ở trẻ em hoặc là người già đều coi như là dùng được vị sinh khương này. Một số bài thuốc sử dụng vị sinh khương hay là vị gừng như bài thuốc tiểu bán hạ, tiểu bán hạ thang gồm có vị như là bán hạ và sinh khương, hai vị sắc uống ngày coi như từ ngày 100ml nước thuốc chia thành hai lần uống cho bệnh nhân. Bài thứ hai nữa là bài tứ quân tử thang. Tứ quân tử thang là ứng dụng trên lâm sàng để điều trị trong trường hợp mà bệnh nhân có tiêu chảy này, hoặc là bệnh nhân đau bụng. Vị thuốc gồm có sinh khương, đẳng sâm, phục linh và cam thảo, kết hợp và coi như ngày uống chia thành hai lần, mỗi lần 100ml nước. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe.
dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.